bắt quả tang trạm trưởng y tế xã đánh bạc. Khi công an ập vào quán tạp hóa, ông Vũ Đức Vinh, trạm trưởng trạm y tế xã Vinh Hoang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đang cùng 5 người mãi mê sát phạt nhau dưới hình thức đánh liên ba cây. Chiều ngày 23 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, xác nhận ông Vũ Đức Vinh, bí thư chi bộ trạm trưởng trạm y tế xã Vinh Quang, vừa bị công an huyện Tiên Lãng bắt quả tang khi đang tham gia đánh bạc. Theo nguồn tin riêng của báo Người Lao Động, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12, lực lượng công an bất ngờ ập vào quán tạp hóa nhà bà Phạm Thị L, sinh năm 1961, trú tại Tân Quang, xã Vinh Quang, bắt sáu đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh liền ba cây. Lực lượng công an thu giữ tan vật gồm một bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng và trên 10 triệu đồng. Danh tính 6 người này được xác định gồm Vũ Đức Vinh sinh năm 1966, Nguyễn Văn Tú sinh năm 1967, Vũ Văn Hận sinh năm 1974, Vũ Văn Phương sinh năm 1980, Vũ Văn Chỉ sinh năm 1967, đều trú tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng và Nguyễn Thế Sĩ sinh năm 1966, trú tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng. Trong số các con bạc, Vũ Đức Vinh hiện là bí thư chi bộ trạm trưởng trạm y tế xã Vinh Quang. Nguyễn Văn Tú có một tiền án về tội đánh bạc, bị Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lãng xử 21 tháng tù năm 2018, chưa xóa án tích, tiếp tục tái phạm. Nguồn tin cũng cho hay hiện công an huyện Tiên Lãng đang tạm giữ 6 người trên cùng bà chủ quán tập hóa để điều tra và làm rõ vụ việc.